siêu xe Lamborghini Urus Perform Anti với giá bán lên tới 17 tỷ đồng ra mắt tại Thái Lan. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu siêu SUV Lamborghini Urus Perform Anti 2022 mới sau khi ra mắt Thái Lan, cũng được ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Trong triển lãm Moto Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan, hãng Lamborghini đã chính thức giới thiệu siêu xe Urus Perform Anti với khu vực Đông Nam Á. Ở thị trường Thái Lan, giá xe Lamborghini Urus Perform Anti bán ra từ 25,49 triệu bát, khoảng 17,7 tỷ đồng. Với số tiền trên, khách hàng Thái Lan sẽ sở hữu chiếc siêu xe được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít quen thuộc. Tuy nhiên, trên siêu SUV Lamborghini Urus Perform Anti 2022 mới, động cơ này tạo ra công suất tối đa 657 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm. Như vậy, so với Lamborghini Urus thông thường, xe mạnh hơn 16 mã lực. Nhờ đó, Lamborghini Urus Perform Anti có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ trong thời gian 3,3 giây, và đạt vận tốc tối đa 306 km h Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm Strader đường phố, Sport, thể thao, Corsa đường đua và Rally chạy off-road. Không chỉ mạnh hơn, siêu xe này còn nhẹ hơn 47 kg so với bản thường có được điều đó là vì Lamborghini Urus anti sở hữu nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhất trong phân khúc và hệ thống xà thể thao siêu nhẹ. Đồng thời, đây cũng là siêu xe có hệ số công suất trên trọng lượng cao nhất phân khúc. Ngay cả ngoại hình của Lamborghini Urus anti cũng thay đổi so với bản thường. Điều này được thể hiện qua nắp capo bằng sợi carbon sắc xảo hơn, chắn bùn cỡ lớn và khe gió mới trên cản trước. Cả cản trước và bộ trẻ khí đều được làm từ sợi carbon đồng thời có thiết kế hầm hố hơn. Nếu muốn, khách hàng có thể trang bị thêm nóc bằng sợi carbon cho xe. Trên nắp capo có hai khe gió nằm dọc giúp tăng cường khả năng làm mát động cơ. Ngoài ra, chi tiết này kết hợp với khe gió trên cản trước còn cải thiện hiệu suất khí động lực học cho xe. Trong khi đó, cánh gió sau thiết kế mới, làm bằng sợi carbon, lại tăng 38% lực ép xuống mặt đường cho Lamborghini Urus Perform Anti. Nằm bên trong hốc bánh bằng sợi carbon là bộ vành hợp kim siêu nhẹ với đường kính 22 in tiêu chuẩn. Hoặc 23 in tùy chọn, đi kèm bu lông bằng titan và lốp Pirelli P được phát triển dành riêng cho xe. Phía sau xe còn có cản va và bộ khoách tán gió bằng sợi carbon cùng ống xả Akrapovic bằng titan. Thay đổi tiếp theo của xe nằm ở thiết kế lò xo mới, cho phép hạ thấp khung gầm của xe 20 mm đồng thời tăng chiều dài cơ sở thêm 16 mm. Trong khi đó, chiều dài của xe tăng thêm 25 mm nhờ thiết kế hầm hố hơn của cản trước và cản sau chiếc Lamborghini Urus Perform Anti trưng bày trong triển lãm Moto Expo 2022 được sơn màu vàng phối đen tương phản cùng những chi tiết bằng sợi carbon trần. Trong khi đó, nội thất của xe được bọc bằng chất liệu Alcantara màu đen Nero Cosmos. Vô lăng của xe cũng được bọc bằng Alcantara tiêu chuẩn. Bộ phận Ad Nam của hãng Lamborghini sẽ mang đến những trang bị tùy chọn, như các chi tiết bằng sợi carbon hay tay nắm cửa màu đỏ cho xe sẽ không ngạc nhiên nếu Lamborghini Urus perform anti về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.